À, tao thử thế nào đeo hai phép đây Có, ta có. Đấy. này. Ừ. Xong có nhân có không? Giờ vừa tắm xong nóng thế nhỉ? Nãy bật điều hòa thôi. Thế nào? Đây, mũ này Không có này, rồi. đây. Không có. Đấy, đấy cái mũ đấy đẹp đấy bà. Mũ nguyên set của nó mà, đấy, full set đấy. Để tôi bảo Vi đang Bộ game đồ cho mặc áo bà. này đi, mặc 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 bộ ấy đi. Được rồi, thích mũ nào cũng được, mũ nào hợp cũng được. IDM nữa. IDMB Ừ, đúng rồi, hồi xưa Chrome là á. À, đi đêm together. mà. Còn cái này đéo cần, chỉ cần là nó Chỉ hỗ trợ cần tải nó là bỏ tải cái hết. cốc này đi. Nó Good không luck, cấm tải là tải hết. mates. Đi mẹ, bọn cốc cốc này nó dã man nhờ. Bọn Việt Nam mình mẹ dã man đấy nhờ. Giờ tao mới biết là tao hiểu tại sao chúng nó dùng cốc cốc nhiều đấy. Bạn quá gà. Xin lỗi bạn quá gà, chúng ta không cùng đẳng cấp. Alo, 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 mẹ tao phong gà top máy bay gần top máy bay nhá mẹ. À tao nhân luôn mẹ, top máy bay chúng mày vào mẹ hết midterm gặp tao nhá mẹ, tao là nhân nhân tặc Cái nhất mẹ mồm mày bào. Nhá, alo nhá. Mẹ con ranh con chưa, mày tên gì? Nhìn mồm Nổ mày tên mẹ mày bào. ra đây. Ranh con chưa? Đang cho Địt cụ mày một tên ạ. Địt con mẹ mày. thằng anh con nhá. Con ranh Tên gì? kia, con ranh Hai kia. màu. Ghê nhờ. Con ranh à, mà Con con ranh đẹp con này chứ. con gái con gái con gái. Gớm nhờ. Mẹ mồm mày vào. Mẹ mồm mày vào tôi mà. Một đầu con gấu, một đầu gấu xanh hả? Gấu xanh hả? Có tim, có tim, có tim, có tim. Khoa đầu, khoa đầu, khoa đầu tiên. Mẹ mình bay mình không để ý. Đấy. Bật, bật. Nào, bắt cẩn thận này. Này. Một tim, con Nhung Sô, đừng bảo là con gái vừa ấy nhá. Vừa vừa ẳng ở trên máy bay nhá. Mẹ mày đánh. Nó mà cứu kìa. Qua luôn, qua luôn, qua luôn. Qua luôn này, tao vào luôn này. Tao qua rồi. Lên lên. Địt mẹ mày, có phải con ranh ở trên máy bay không? Hả? Địt con mẹ mày. Địt con mẹ hai của mày, Nhung Sô à, địt Con cụ Nhung chúng này không mày. nè, phải con Nhung này không, phải con Nhung Sô này không. Có phải chúng mày không? Địt mẹ chúng mày. Đồng đội chúng mày Đúng đâu? thì tao buồn cười lắm mà Đồng đội chúng mày gã. đâu? Gọi đây. Nếu mà đúng thì tin mẹ mày tóc gì Mày vậy? gáy lắm hả? Mày Địt mẹ, nếu mà đúng thì ra cười thật. gáy lắm hả? Thì gái trên máy bay là con gái mà. Vào đây gặp Nhung Sô Đúng luôn. rồi, con gái mà, có trai đéo Không nghe đâu, đâu. đít mèo. Cái giọng kiểu, cái giọng còn ngang ngái, nghe ngứa đít đâu. Giọng như kiểu mấy